Từ nay đến cuối năm, ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, trong số đó là hoàn thành đưa vào sử dụng 53 dự án giao thông. Trong đó, nổi bật là những dự án giao thông trọng điểm được dư luận quan tâm do đã thi công kéo dài nhiều năm nay, như dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương, xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy ra vào cảng Cát Lái, dự án xây cầu Thủ Thiêm 2, dự án sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, v.v. Những dự án này nằm ở khu vực cửa ngõ của thành phố, có vai trò quan trọng trong giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và lưu thông hàng hóa đi các tỉnh thành khác. Trong danh sách các dự án giao thông cần phải hoàn thành trong năm 2020, còn có nhiều hạng mục, công trình xây dựng do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy và Cảng vụ Đường thủy Nội địa Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Để người tham gia giao thông yên tâm khi thực hiện thao tác thổi đo nồng độ cồn trong khi diễn biến dịch viêm hô hấp còn phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương thức thực hiện mới kết hợp hướng dẫn của ngành y tế về phòng dịch. Theo đó, những người tham gia giao thông khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn sẽ được hướng dẫn tự mở túi đựng ống để thổi nồng độ cồn. Tất cả các ống này đều chỉ sử dụng một lần cho duy nhất một người. Nếu mà ống riêng của từng người thì không có vấn đề. Đó, mặc dù biết là trong vùng dịch nhưng mà cái đó người ta làm là rất tốt. Trước đó thì chúng tôi đo thụ động bằng cách là có cái áp phễu để cho người dân thổi vào đó. Nhưng mà sau này người dân thấy cái phễu đó bị thổi nhiều lần người ta không đảm bảo thì Bộ Y tế có khuyến cáo và C08 yêu cầu là dùng ống thổi dùng một lần để thay thế cái việc sử dụng phễu. Toàn bộ ống thổi và khẩu trang đã qua sử dụng sẽ được thu gom, tiêu hủy theo quy định của Bộ Y tế. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong tổ thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn phải sử dụng bao tay, khẩu trang và dung dịch rửa tay. Đối với thiết bị đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng thực hiện các biện pháp diệt khuẩn trước khi sử dụng. Do đó, với phương thức mới này, người dân khi được kiểm tra nồng độ cồn có thể yên tâm, không lo ngại vấn đề bị lây nhiễm bởi dịch COVID-19. Việc di chuyển thiếu quan sát của các chủ phương tiện khi tham gia giao thông không chỉ gây mất an toàn tính mạng cho bản thân mà còn gây ảnh hưởng lớn, thậm chí cả tính mạng và tài sản của người khác. Sau đây là một clip ghi lại một vụ tai nạn do tài xế qua đường thiếu quan sát gây hậu quả nghiêm trọng. Tình huống tai nạn kể trên được cho là xảy ra tại Đà Nẵng trong sáng ngày 10 tháng 2. Theo camera hành trình ghi lại, chiếc ô tô khách biển kiểm soát 43B-02189 chạy tuyến Đà Nẵng-Sài Gòn đang dừng đỗ ven đường. Thời điểm xe đang di chuyển thì một chiếc xe máy cắt đầu phương tiện này. Theo người chia sẻ clip, tai nạn đã xảy ra, người đi xe máy bị cuốn vào gầm xe khách. Việc di chuyển cắt đầu và sát các phương tiện lớn hơn là đặc biệt nguy hiểm bởi khuất tầm nhìn nên rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.